sửa lại dù đi nha. À, nhớ ra tiệm sửa lại tóc nha. Đang ở đây cùng với một khách mời rất là đặc biệt. Đó chính là chị Diêu. Xin chào. Và mình là Thủy Tóc. Nhưng mà chị thấy dạo này chị thành công nhất là một người đấy. Chị Thai Luôn á. Chị làm tóc với chị là phải 2 năm nay rồi. Và Thai Luôn và anh Tuấn Thành ra chị Diêu còn hợp tác với Tuấn Tùng nữa đó.